Tiếp theo thì chúng ta đến câu 5. Ở câu 5 thì câu đầu tiên nó cũng hỏi về cái khoảng tin cậy, nhưng mà tuy nhiên thì ở đây nó sẽ hỏi về khoảng tin cậy tối đa cho cái tỷ lệ phế phẩm của nhà máy C sản xuất. Thì chúng ta sẽ có được cái mẫu lúc này nó là 400. Và N thì tức là cái số phế phẩm trong cái 400 sản phẩm là 45. Như vậy thì gọi P là tỷ lệ phế phẩm do nhà máy C sản xuất. Thì cái tần suất xuất hiện cái phế phẩm trong cái 400 sản phẩm nó lúc này nó sẽ là 45 chia cho 400 và nó bằng 0,1125. Cái ước lượng khoản tin cậy tối đa về tỷ lệ phế phẩm do nhà máy C sản xuất thì chúng ta dồn hết alpha về một phía thì lúc này nó sẽ là P nhỏ hơn tối đa, thì lúc này nhỏ hơn F cộng với cả căn bậc 2 của F nhân với 1 trừ F nhưng mà tất cả chia cho N và nhân U alpha. Thì với các cái giá trị là F bằng 0,125 và độ tin cậy 95% thì ta tính được alpha lúc này nó sẽ bằng 0,05. Và U alpha thì chúng ta tra cái thông tin phía bên dưới của đề thi thì chúng ta có được là alpha U mà 0,05 lúc này nó bằng 1,645. Chúng ta thay vào công thức thì chúng ta có được cái tỷ lệ phế phẩm của nhà máy do nhà máy xây sản xuất lúc này sẽ nhỏ hơn 0,1385. Như vậy chúng ta sẽ kết luận là tỷ lệ phế phẩm do nhà máy xây sản xuất thì nó sẽ nằm trong cái khoảng từ 0 đến 0,1385. Thì ở đây các bạn chú ý là do là P là tỷ lệ phế phẩm nên là nó chỉ nằm trong cái đoạn từ 0 đến 1 thôi. Cho nên chúng ta chỉ kết luận là trong cái miền từ 0 đến 0,1385. Và tất nhiên thì chúng ta sử dụng cái độ tin cậy. Chúng ta sử dụng độ tin cậy lúc này nó là 95%. Ở câu B thì là một câu khá đơn giản. Nghĩa là người ta hỏi đấy là người ta cho là cái giai đoạn trước cái tỷ lệ phế phẩm nó là 10%. Và người ta hỏi là có phải là hiện nay thì cái tỷ lệ chính phẩm do nhà máy C sản xuất đã thay đổi hay không? Thì bằng cái việc mà chúng ta đi kiểm định về số chính phẩm thì chúng ta đi kiểm định về số phế phẩm có thay đổi không? Bởi vì nếu mà tỷ lệ phế phẩm mà có thay đổi thì tỷ lệ chính phẩm cũng sẽ có thay đổi. Thì chúng ta sẽ dùng cái tiêu chuẩn kiểm định đấy là H0 P bằng 0,1 và H1 đấy là P khác 0,1. Thì khi P bằng 0,1 tức là nó sẽ không có sự thay đổi và P khác 0,1 tức là cái tỷ lệ phế phẩm hay khác là tỷ lệ chính phẩm thì cũng trong hiện nay và trong cái quá khứ sản xuất thì nó đã có sự thay đổi. Thì chúng ta kiểm tra cái điều kiện thì chúng ta có được N bằng 400 lớn 5 và cái tỷ lệ là trị tuyệt đối của cái giá trị này và chia căn N thì nó bằng tính toán ra với P thì chúng ta cho bằng 0,1 thì chúng ta sẽ ra được là 0,1333 và nó nhỏ 0,3. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng đến tiêu chuẩn kiểm định như ở đây. Và tiêu chuẩn này thì nó sẽ tuân theo cái quy luật phân phối chuẩn tắc. Khi đó thì thay số vào F bằng 0,1125 tính từ trên và P0 bằng 0,1, N thì bằng 400 thì chúng ta sẽ tính được cái giá trị U quan sát nó bằng 0,8333. Thì từ đó chúng ta có được cái miền bác bỏ. Cái U alpha trên 2 thì nó chính là U của 0,025 và bằng 1,96, chúng ta thay vào thì chúng ta thấy là cái U quan sát trị đối của nó bằng 0,8333 nên nó nhỏ hơn 1,96. Như vậy U quan sát lúc này nó sẽ không thuộc cái miền bác bỏ về cái alpha. Thì như vậy chúng ta sẽ chưa đủ cơ sở để bác bỏ hay không. Hay nói khác là không thể cho rằng tỷ lệ phế phẩm do nhà máy C sản xuất đã thay đổi. Hay nếu nói một cách khác nữa đấy là không thể cho rằng tỷ lệ chính phẩm do nhà máy C sản xuất đã thay đổi. Ở đây các bạn chú ý là cái đề bài người ta hỏi là tỷ lệ chính phẩm nên chúng ta bắt buộc phải kết luận là theo tỷ lệ chính phẩm. Như vậy thì nó sẽ là không thể cho rằng tỷ lệ chính phẩm do nhà máy C sản xuất đã thay đổi.